Rồi em xin chào quý vị anh chị khán giả nha, đại lý của em là hôm nay cũng có người đổi nữa nha anh chị. Đó con số là 35 này. Hồi bữa người ta mua cách đây một tuần lễ ngày 26 tháng 4 2023 anh chị. Đó cái đề Khánh Hòa 35 này. Đâu 35 đâu? Đâu 35 này. Quý vị khán giả ngày 6 tháng 4 2023. Đâu cũng 35 nha anh chị. Ờ nãy em đi lộn với kia con anh kia anh kêu mua bên này là bên này là ngày 3 phải không? Ngày 3 tháng 5. Anh nói kêu mua 45. Đó, kêu mua 45 đà bé cũng như đà chung là 45 nha anh chị. Đó. Nhờ em cái số 35. 35 cũng lâu rồi. Đó, 35 55 nha anh chị. Đó mấy số đó. Rồi thì hôm nay đại lý của em bán thì bán số quân trị cho ngày mơ là đó, nhưng mà còn cái số mình ăn Khánh Hòa nè anh chị. Khánh Hòa đem đưa vô gieo trang cho anh chị mình xem một cái giờ nén quá, em đứng ở ngoài nén quá. Gió nó cũng đi nhiều lắm, nay em còn số nè, em lấy 3 tờ nè. Nay em lấy cái số này là 34 em lấy 1 tờ nha anh chị. 06 tóm 934 này còn 3 tờ nè. Khánh Hòa ngày hôm nay nè. Đó ngày 3 nha anh chị. Đó, ngày 3 tháng 5 nè anh chị, ngày 3 tháng 5 này. 06 tóm 974 là em lấy 1 tờ. Và em lấy là 46 là 2 tờ. Đó ngày 3 tháng 5 Khánh Hòa đây là chính đây 019 246 là em lấy 2 tờ là 3 tờ. Đó, riêng em đại lý em mua là 3 tờ. Đó, còn là hiện giờ đây là 6 tờ. Đó, còn 9 tờ em lấy 3 tờ còn 6 tờ. Đó, nếu mà không mua chắc có lẽ là em cũng đem trả thôi. Trả thôi chứ còn bón là có bao nhiêu anh chị để là lỡ chiều không mua sâu nha anh chị. Rồi. Còn vô dàn nén đi vô ngủ ăn. Xong giải quyết cho em ngủ cho. Rồi ngày mai em bón quản trị ngày 4 tháng 5. Thôi ngồi 2023 em cũng đưa lên cho anh chị mình xem nè. 55 nè. 40 nè. Bữa nay 55 có bón 55 nữa anh chị mà ta mua hết rồi. Tôm bả nè. 00 nè. 69 nè. Bả tóm nè. Hơ nè. 04 nè. 34 nè. 5 tóm nè. Bả 1 nè. Bả 1 cái này ra coi. Quán trị nè, sao hơ nè. Còn quán trị em sao ngày mơ cũng biết chứ sao. Tôm mơ nè. 99 còn ở nhà nữa hả? 43 nè. Thông gian ra 16 không bả 16. Vàng ra đi con chị. Bây giờ lấy rồi đi, vàng ra đi. Đi đi. Vô lấy vàng ra đi chứ mấy cái này cần trải số đậu vàng ra luôn. Tao mua. Đi đây, tao kiếm số tao mua mà. Mua còn nhiều khi tao mua có cái số này tao ý tao mua thôi chứ chậm buồn ngàn mà. Ân ý tao mua thôi. Đó nha anh chị, rồi thì ngày mai quán trị em nhiều quá. Chắc cũng 4-500 giá trong là không ý đâu. Đó. Nha anh chị gió rất là nhiều. Wow. Đó, hôm nay thì ngày 3 tháng 5 em chỉ còn là 5 tờ cho số nha anh chị. Đó, em lấy 3 tờ đó. Không biết mà dạy em bán ngày mơ mấy bao nhiêu tờ hết vậy? 4-5 tờ nha anh chị, quá trời số nè. Có lẽ em đưa cho anh chị giờ số vậy thôi chứ còn không đưa nữa nha, nhiều quá nè. Đó nè. Quán bình nữa nha anh chị. Quán bình không là để coi thử là 200 tờ rồi, còn 300 tờ quán trị là 500. Không, 100 tờ quán trị. 100 tờ quán trị à? À quán trị. À mà là 100 tờ là 5 sáp, sáp hơi chục. À. 300 quán trị. À 300 quán trị à? 300 quán trị với ngày mơ 400 hết. Quán bình là 100. Đó, ngày mơ là anh chị ghé mua đại lý của em trên quốc lộ 24B. À, gần cây xăng vào Tịnh Đông, Vinh Nam, Tân Tịnh. Gần cây thuốc bón thuốc bác ghế xanh đường và nhân qua đường. Đó. Anh chị là mình mua vé số cầu lộc cầu tài cầu mơ cầu ma. Anh chị đến đại lý vé số của em anh chị. Đó. Ở đây em ngoài bón vé số rồi em còn bón chân gà cánh gà đuôi gà. Đó. Anh chị ghé mua về làm xe tát nước chia nha anh chị. Đây. Đại lý Phong Khối. Đó, chân gà cánh gà đuôi gà. 0968 634 312 nha anh chị. Đó. Có một cái không có bón. Đâu bây giờ là giờ em đi số lại lại nha anh chị. Để ra là hơi nén. Chiều cho em hơi nén nén này anh chị. Đó, có bán cài nữa đường xuống dưới kia rồi. Không lẽ xách xuống kia ngồi. Đó, hơi nén nha anh chị, giờ nên hơi nén. Anh chị mua có gì đó
anh chị đứng cho nồi đem xách cái bọn đi tới đó thôi. Rồi thì có lẽ là hôm nay thì ngà nồi đại lý của em á, thì em bón thì cũng có là người trúng nha anh chị đó, ngà nồi cũng trúng cho nên là em là trúng nhỏ nhỏ đó, người ta đổi đó. Cái đây hồi bữa ông chú mua mình phải không? Đầu cái số 35 đây là bữa ông chú mua mình, mua em nha anh chị đó. Hồi trưa em có là em đi công chuyện ở nhà bà vợ dạy em đổi đó, có camera chết sức nhưng mà thì em cũng nói cho anh chị cô bác mình biết, mình quay đưa lên cho anh chị mình xem để chúng ta mua tại vì số cầu lập cầu may rồi. Thì video thì em muốn với số ngày hôm nay đến đây em cũng xin tạm dừng nha anh chị, có gì anh chị cô bác mình mua với số để biết đâu kiếm cái lọc nha anh chị. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị cô bác luôn nha. Rồi chân số đâu không anh?